Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu về các phương tiện giao thông nhé. Và bài yêu cầu của chúng ta đó là gì nhỉ? Khoanh tròn vào các phương tiện giao thông đường bộ. Để có thể thực hiện được bài này thì đầu tiên chúng ta phải làm gì nhỉ? Gọi tên. Đúng rồi, gọi tên tất cả các cái phương tiện giao thông có trong bài ngày hôm nay nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những cái phương tiện giao thông đường bộ. Trên đây chúng ta có một cái xe gì nhỉ? Rất là quen thuộc đấy. Đó là xe buýt. Xe buýt hoặc là xe khách đều đúng hết các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có xe ô tô tải. Các bạn cùng phát âm nào? Xe ô tô tải. Xe ô tô tải. Rồi, ở đây chúng ta có gì nhỉ? Xe máy. Xe máy. Thuyền buồm. Thuyền buồm. Xe đạp. Xe đạp. Máy bay. Máy bay. À, đây là máy bay trực thăng nhé. Còn đây là máy bay bình thường thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mỗi phương tiện giao thông là phương tiện giao thông đường gì nhé. Ô tô chính là phương tiện giao thông đường bộ. Vậy chúng ta sẽ khoanh tròn ô tô trước nha. Tiếp theo như vậy chúng ta có gì đấy nhỉ? Xe gì nhỉ? Xe khách đúng không nào? Ô tô xe khách cũng là phương tiện giao thông đường bộ đấy các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? Xe máy. Xe máy là bố mẹ mình hay chở cho mình đi qua ngã tư đường phố đúng không nào? Vậy chính xác là xe máy là phương tiện giao thông đường bộ. Tiếp theo là gì nhỉ? Thuyền buồm đúng không? Hôm qua mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Thuyền buồm chính là phương tiện giao thông đường hàng không. Đường thủy. Các bạn cùng khoanh nhé. Phương tiện giao thông đường thủy là thuyền buồm. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? Xe gì? Xe đạp đúng không nào? Xe đạp cũng là phương tiện giao thông đường bộ đấy. Máy bay thì sao nhỉ? Máy bay và máy bay trực thăng khi đều là phương tiện giao thông đường hàng không thì chúng ta sẽ không khoanh vào nhé. Rồi, ok. Thời lượng của các hôm nay đến đây cũng hết mất rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Chúc các bạn có một buổi tối rất là vui vẻ. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Tạm biệt các bạn.